phân kỳ ha, thì đây là cái chỉ báo sớm, nó cho chúng ta biết sớm, nhận diện sớm được cái sự đảo chiều của xu hướng giảm cũng như là đảo chiều xu hướng tăng. Thì chắc bây giờ em đi dành cái phần thời gian còn lại chúng ta cùng nhau học về cái phần scalping của ngày hôm nay ha. À, cái nội dung chính của ngày hôm nay tức là có khá nhiều anh chị đã biết hoặc là dùng tới hoặc là từng dùng qua chỉ báo RSI này rồi đúng không ạ? Tuy nhiên á, nói về công thức thì RSI là một trong những cái chỉ báo nó có công thức gọi là khó tính nhất trong với so với cái chỉ báo khác ha. Tại cái chỉ báo khác thì nó khá đơn giản thôi, ví dụ như đường trung bình di động đấy thì nó bằng là gì, nó bằng đường trung bình, nó bằng giá, nó bình quân lại thôi. Nhưng đối với RSI thì nó bằng cái gì đấy, cái này hơi khó mô tả bằng công thức nha, nếu mô tả công thức là anh chị ngủ mất, cho nên thì mô tả theo về cái nguyên lý của nó nha. Rồi thì RSI cấu tạo của nó là gì đó, đó là trung bình lượng tăng của số phiên tăng chia cho trung bình lượng giảm của số phiên giảm, được không đấy, trong vòng n phiên. Thì ở đây cái số phiên mà người ta dùng thông dụng nhất đây đó là 14 phiên ha, 14 phiên. Thì tại sao lấy con số 14 này, và anh chị để ý là có ai để ý là tại sao mà hầu hết ở hầu hết các chỉ báo phân tích kỹ thuật á, mà các chỉ báo liên quan về dao động, chỉ báo ngắn hạn vân vân, thì đa phần người ta hay dùng cái là cái thông số là 14 không ạ? Đây thì ngày trước em có tìm hiểu một chút về cái phần liên quan tới yếu tố những cái thông số này. Đó. Thì em có tìm hiểu đây là một con số liên quan tới chu kỳ. Đấy, thì nó nằm trong trường phái gọi là chiêm tinh học của phương Tây. Thì anh chị để ý là đó giờ anh chị thử lục lại ha, những cái ngày mà nếp tăng mạnh hoặc giảm mạnh á. Đấy thì những ngày đó nó thường trùng vô những cái ngày ta gọi là ngày đạo, những ngày đó nó thường trùng vào những ngày gọi là ngày trăng rằm. Rất lạ các anh chị ha, rất lạ luôn. Nó là những ngày trăng rằm. Thì tại sao có lý một cái lý do đó, thì họ có giải thích đối với trường phái chiêm tinh học á, họ có giải thích một cái yếu tố đơn giản, đó chính là yếu tố mặt trăng á, yếu tố mặt trăng nó tác động tới gì ạ, tới thủy triều, nó tác động tới các chất lỏng, tức là nó có cái từ trường và nó tác động tới các chất lỏng ở trên mặt đất, ở trên trái đất đúng không ạ, nó gần trái đất mình nhất đấy, thì nó tác động cái từ trường trên trái đất chúng ta lớn nhất đấy, thì chính vì cái việc tác động đó nó tác động tới hầu hết tất cả các chất lỏng ở trên trái đất rồi. Và anh chị biết cái điều gì nữa không ạ, cơ thể chúng ta gì ạ, 70% nó là nước đấy, và thật ra là không thể nào mà không loại trừ cái yếu tố là gì, là ngay cả bản thân chúng ta cũng vẫn đang bị cái từ trường của mặt trăng nó tác động hàng ngày đó. Và tất nhiên là ở những ngày mà cái từ trường mặt trăng nó tác động trên trái đất mạnh nhất, tức là vào những ngày rằm, thì những ngày đó là gì, cơ thể chúng ta cũng chịu sự tác động lớn nhất từ mặt trăng. Chính điều này nó có thể sẽ dẫn đến sự thay đổi về tâm sinh lý của con người, ở trong đó có nhà đầu tư chúng ta đấy. Thì ở bên Mỹ nó có một cái thống kê nha, cái tỷ lệ mà gọi là những cái người gọi là tội phạm á, tội phạm thường tăng đột biến vào những cái ngày trăng rằm, rất lạ như vậy ha. Thì những ngày đó không biết như thế nào mà tâm lý con người nó sẽ trở nên gọi là thái quá về hai cực, một là cực kỳ tích cực, cực kỳ bạo dạn, bình thường những cái không dám làm thì sẽ dám làm những ngày đó, thứ hai cực kỳ sợ hãi ha, cực kỳ sợ hãi những ngày đó đúng không đó. Thì nó có hai cái yếu tố, hai cái thái cực chỗ đó, tức là một cái trạng thái tâm lý của cái đồ thị của người bình thường như vậy, thì tới những ngày đó nó sẽ như vậy đó, nó tác động rất là mạnh. Thì chỗ đó bên chiêm tinh học nó đã để cắt ngang khúc đó, nó quăng vô trong đây đấy, thì nó nói là gì, là yếu tố này nó tác động rất lớn tới tâm lý nhà đầu tư, và tâm lý là một trong những yếu tố chi phối lớn nhất tới hành động của giao dịch của nhà đầu tư đó. Từ chỗ này họ đưa ra cái con số chu kỳ, đó là con số chu kỳ mặt trăng bên đó là bao nhiêu ngày ạ, 28 ngày, 28 ngày ha. Từ cái chỗ này họ lấy gì ạ, họ phát hiện ra là gì ạ, là các đường trung bình này hoặc cái chỉ báo này nó có khả năng là gì ạ, nó có khả năng là nhận diện xu hướng của thị trường đó, và bằng cách là sử dụng cái thông số bằng 1/2 chu kỳ
của các hành tinh. Thật ra đó là mặt trăng chỉ là một trong nhiều hành tinh trong hệ mặt trời thôi anh chị. Ngoài ra còn rất nhiều hành tinh khác anh chị nha. Sao Hỏa nè, sao Thủy, sao Kim, sao Hỗn, sao Mộc, vân vân. Đó, rất nhiều sao và mỗi sao á khi mà nó chuyển động nó sẽ đều tạo một cái hệ, nó đều tạo tác động một cái từ trường tới trái đất, tới một khu vực nó trên trái đất anh chị nha. Rồi chưa kể là cái chiêm tinh nó hội tụ, nó tạo thành một cái tạo hội tụ vào một, tạo một cái hệ quy chiếu đối với trái đất nữa đó. Thì ở đây chúng ta chỉ nói về một cái yếu tố là về mặt trăng thôi, chu kỳ mặt trăng thôi đấy. Thì đó cũng chính là lý do không phải ngẫu nhiên mà người ta đưa cái con số 14 nào này vào hầu hết cái chỉ báo phân tích kỹ thuật đâu. Thì ngày xưa em học có cái khúc mà gọi là customize chỉ báo đó. Tức là hầu hết đó là người ta sẽ tới đây người ta customize, người ta sẽ customize theo số này số kia số A số B vân vân tới cái số nào mà người ta thấy hiệu quả. Đúng không? Đấy, thì ngày trước người ta hay làm như vậy, nhưng từ khi mà em biết tới cái vụ thống kê thì em không tin vào cái đó nữa. Mắt mình chúng ta coi được bao nhiêu trường hợp đâu, 5, 10, 20 trường hợp thôi. Đó. Đấy, muốn em muốn customize, một khi đã customize thật sự thì phải dùng công cụ để bắt test. Rồi bắt test là phải chạy trên cái ngang lệnh thì nó mới có cái hiệu quả. Đúng không ạ? Thì một sau này á, một là em xài mặc định, hai là em phải bắt test, chứ không bao giờ em bắt customize ngẫu nhiên, hoặc không bao giờ em nghe ngẫu nhiên từ một cái thông số từ bên ngoài. Đó, thì bây giờ mình tạm thời mình dùng cái chỉ cái thông số mặc định của RSI đó là 14 chị nha. Về ý nghĩa thì RSI ứng dụng nó như thế nào? Nó sẽ giúp chúng ta so sánh được cái lực tăng của uptrend hiện tại nó đang yếu hơn hay mạnh hơn lực tăng của uptrend trước. Hay quay trở lại bên kia để mình nói một chút ha. Nói về RSI á, thì RSI là một chỉ báo để nhận diện sức mạnh của xu hướng anh chị nha. Mỗi chỉ báo nó có một chức năng riêng, và riêng RSI chức năng của nó là nhận diện sức mạnh của xu hướng nha. Sức mạnh của xu hướng tức là xu hướng đó, thay vì MA nó sẽ cho anh chị biết là xu hướng đang tăng hay đang giảm, thì RSI sẽ cho anh chị biết là cái xu hướng nó đang mạnh hay đang yếu. Nó giống với chỉ báo, nó giống với cái chỉ báo ADIS ấy, nó cũng cho anh chị biết là xu hướng đang mạnh hay đang yếu ha. Rồi tuy nhiên RSI nó có cái điểm hay hơn chỗ nào, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về nó ha. Rồi lực tăng của một xu hướng mạnh nhất khi RSI nằm trong vùng từ 60 cho tới 75 và đang hướng lên. Nhớ chú ý những cái đó ha. Rồi, hạn chế giao dịch với những trường hợp RSI bé hơn 40, tức là trong giai đoạn downtrend mạnh. Còn giai đoạn từ 40 tới 60 đó là gì? Đó là giai đoạn thị trường sideways. Rồi, người lưu ý chưa? Thì đối với RSI nha, từ giờ chúng ta riêng các anh chị nào mà đã làm việc với em rồi thì anh chị biết là em sẽ không có dùng cái chuyện cái công cụ cái yếu tố gọi là RSI 70 30 nữa, tức là trên 70 thì bán và dưới 70 thì mua, là em không có dùng cái kiểu này nữa nha. Từ giờ chúng ta sẽ vào dùng cái công thức mới ở đây ha. Rồi 60 này, 40 này, được không? Trên đây là khu vực uptrend ha, trên đây là khu vực downtrend ha. Rồi. Rồi, quay trở lại về cái chức năng chính của RSI. Đó giờ các anh chị có nghe yếu tố cái dùng cái công thức gọi là phân kỳ chưa ạ? Phân kỳ đỉnh này. Phân kỳ đáy này. Phân kỳ đỉnh này. Đấy, phân kỳ đỉnh giữa giá và phân kỳ đỉnh giữa RSI. Đó. Ngoài ra các anh chị sẽ nghe là phân kỳ đỉnh giữa giá và phân kỳ đỉnh giữa MACD, histogram nhân dân. À, đấy. Thật ra các yếu tố đó đều cùng nói về một cái một một thứ, đó là gì ạ? Đó là cùng mô tả về một hiện tượng là gì, là xu hướng vẫn đang tiếp tục đi lên, nhưng mà gì ạ? Sức mạnh của xu hướng nó đang giảm dần rồi. Và nó không còn đủ sức để đi tiếp nữa, và chắc chắn là xu hướng sẽ giảm trong tương lai. Đó đó là cái yếu tố mà các chỉ báo đang nói tới, đang hướng tới ha. Đấy, khi mà dùng cái yếu tố gọi là phân kỳ này ha, nhiều người dùng phân kỳ thì công thức phân kỳ thôi, nhưng mà khi tìm hiểu kỹ hơn thì ý nghĩa của nó là ở đây đây, nó tìm hiểu cái ruột của vấn đề, cái gốc của vấn đề anh chị ha, chứ đừng tìm hiểu chỉ hình thức không. Thì RSI là một trong những cái chỉ báo để nhận diện cái lực của xu hướng anh chị nha. Đấy, thì nói nôm na là gì, nó sẽ đánh giá lại cho anh chị một cái xu hướng. Ở đây chúng ta có ba cái uptrend đúng không, một nè hai nè, một nè hai nè ba, đúng không? Thì RSI nó sẽ phân tích ra cho anh chị là ba cái lực, cái xu hướng này
cái xu hướng nào, ba cái xu hướng này xu hướng nào mạnh nhất, đúng không? Rồi thì nó phân tích như thế nào, nó sẽ lấy cái đỉnh của từng cái xu hướng đó ha, lấy cái đỉnh RSI của từng xu hướng đó và nó đếm, nó tính. Rồi thì nó sẽ cho anh chị biết là xu hướng này đấy, nó có cái lực đó là nó là bao nhiêu. Ví dụ lực này là 50 đó, hồi này lực là gì, lực là 80 đấy, còn này lực là bao nhiêu, lực này là 40 chẳng hạn đó. Rồi nhìn vô này thì chúng ta sẽ biết được là gì, thằng này lực nè, thằng này lực yếu, lực vừa nè, thằng này lực mạnh nè, rồi này sao ạ, yếu nè, thì nó cho chúng ta nhận diện được cái trạng thái của xu hướng, được không? Lực nè mạnh hơn nè, đó xu hướng mạnh, yếu, được không? Rồi thì sao nữa, nếu mà yếu nữa thì sao, kết thúc xu hướng, được chưa? Đây ví dụ chỗ này tạo thêm một cái đỉnh nữa ở đây, đúng không? Yếu nữa ở đây xuống còn 30, yếu nữa kết thúc xu hướng. Cho thì cái này á, nó giống như hiện tượng là chiếc xe vậy đó, trước khi mà chiếc xe nó dừng hẳn thì sao ạ, thì sao chứ, thì nó gì, nó phải hết xăng, đúng không? Loại bỏ trường hợp xe hư ra nha, trước khi nó dừng nó phải hết xăng, mà trước khi hết xăng thì nó sao, nó cạch nó chạy sao đó. Nậu bây giờ mấy chiếc FI anh chị nhìn rất dễ, còn cái xe xăng ngày xưa đó thì nó khác nha. Xe xăng ngày xưa thì gần hết xăng nó vẫn uống xăng bùm 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 cho tới khi nó hết xăng hẳn luôn. Còn bây giờ cái chiếc FI thì như thế nào, thì gần hết xăng bắt đầu sao, nó sẽ phun xăng ít hơn. Thì khi nó phun xăng ít hơn á thì anh chị chạy bắt đầu anh chị thấy hiện tượng là gì, là máy nó kêu ha, máy nó kêu mà xe nó chạy nó không bốc nữa đó, đó là hiện tượng sắp hết xăng đó. Thì này cũng vậy, đây là hiện tượng là gì, anh chị nhìn về cái hình thái đó, đó là giá đó. Hình thái là giá vẫn tiếp tục đi lên nha, nó vẫn tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nha, nhưng gì, nhưng lực của nó anh chị thấy bắt đầu tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi, lực nó yếu dần rồi đấy. Thì đây là một cái chỉ báo dùng cái chức năng về phân kỳ ha, thì đây là một cái chỉ báo sớm, nó cho chúng ta biết sớm, nhận diện sớm được cái sự đảo chiều của xu hướng giảm cũng như là đảo chiều xu hướng tăng. Rồi phân biệt xem chỗ này là được, đúng không? Rồi từ giờ thì đâu cần công thức gì nữa đâu, đúng không? Đây phân kỳ đỉnh này là giảm, đấy phân kỳ tam đoạn là khả năng giảm rất cao, được không? Phân kỳ đáy là gì? Phân kỳ đáy là tăng, được không? Rồi rồi tới chỗ này ha, rồi đó là cái về cái nguyên lý, đây là cái gọi là kỹ thuật sử dụng lớn nhất của RSI. Thì chúng ta sẽ qua tới cái kỹ thuật scalping đối với RSI ha. Như thế này gọi là phân kỳ âm là đi xuống, đúng không? À, đúng rồi, cái này thì như mình gọi là phân kỳ âm. Còn nếu mà phân kỳ mà giá đi xuống chỉ báo đi lên thì là phân kỳ dương luôn. Không hẳn, tức là ở đây á, để mà tránh bị nhầm lẫn nha, tức là hầu ngày trong sách á thì chúng ta hay dùng từ là phân kỳ âm và phân kỳ dương. Rồi thì phân kỳ dương á thì là giá đi lên. À, phân kỳ dương là dự báo đi lên, dự báo đi lên, còn phân kỳ âm á nó là dự báo đi xuống. Bỏ qua cái phần hình thức, cái công thức đó đi, sách giáo khoa sao kệ nó, nhớ chị cái mấu chốt chỗ này nè, đỉnh là liên quan tới gì, liên quan tới đỉnh là chỉ có giảm thôi, đúng không? Liên quan tới đáy là có tăng thôi, nhớ cho em hai trường hợp này thôi, liên quan tới đỉnh, liên quan tới đáy, được không? Thì ở trường hợp nào á mà các anh chị thấy nè, nối hai cái đỉnh giá lại và nối hai cái đỉnh RSI lại mà anh chị thấy hai hướng nó tẻ ra, thằng này hướng lên này, thằng này hướng xuống này, thì đây gọi là phân kỳ giảm giá đỉnh, nhớ nha. Đấy thì gọi phân kỳ giảm giá. Còn trường hợp đáy thì sao ạ? Đây mẫu thì sao, đáy như vậy, được không? Rồi đáy của giá, rồi đáy của RSI nó như vậy, được chưa? Rồi thì nó sao, đây nói đáy này nè và đáy của RSI nè, thì chúng ta thấy hai đường này sao ạ, nó đi ngược hướng lại với nhau. Thì ở đây ta gọi là phân kỳ dương. Đó, còn ở đây gọi là phân kỳ tăng giá. Giá xuống mà chỉ báo đi lên là phân kỳ dương đi lên, đúng không? Còn trong sách nó gọi là phân kỳ dương, thì mình chỉ gọi là phân kỳ tăng giá thôi ha. Gọi là phân kỳ tăng giá và giảm giá, đúng không?
đúng rồi, thì là gọi là phân kỳ tăng giá là mà. đi xuống mà chỉ báo đi lên là tăng giá, mà giá đi lên chỉ báo đi xuống là giảm giá, đúng không? Hai thằng nó tẽ ra. Đúng rồi. Hoặc cũng có trường hợp một thằng nó đi ngang và một thằng nó đi lên hoặc là đi xuống, đúng không? Đó cũng là một dạng anh, đó cũng là một dạng. Thì anh cứ hiểu như vậy nè, hai đường mà nó cùng đi cái hướng như vậy thì cái xác suất mà nó tăng á, tức là cái lực của nó sẽ mạnh hơn so với một thằng như vậy, Đúng đúng không ạ? rồi. Đấy, chúng ta cứ hiểu kiểu đó ha, tức là cái độ nén của nó ha. Rồi đấy, thì ở đây chị chỉ nhớ cho em thôi hai trường hợp nè, hai trường hợp ha. Một là nối đỉnh lại mà chúng ta thấy nó gì ạ, nó đi ngược hướng. Hai là nối đáy lại mà chúng ta thấy nó đi ngược hướng, được chưa? Nói đỉnh lại mà chúng ta thấy đi ngược hướng là giảm giá, nói đáy lại mà chúng ta thấy đi ngược hướng đó là tăng giá. Ngược hướng nó còn một dừng ngược hướng đáy nó còn một trường hợp nữa nha, cái này là đáy đi xuống đúng không, thì đáy nó còn một trường hợp nữa là như vậy nè, đáy đi lên đó. Rồi đáy đi lên, còn chỉ báo thì sao, chỉ báo đi xuống. Đây cũng là một dạng anh chị nha, đây cũng là một dạng tăng nha, đây là dạng tăng nha, đây cũng là phân kỳ nha. Ở này nó khác trong toán học nha, ở trong toán học cái này gọi là hội tụ, cái này gọi là phân kỳ, còn trong phân tích kỹ thuật cả hai trường hợp này đều gọi là phân kỳ hết nha. Rồi mọi người lưu ý với em chỗ này ha. Anh hỏi đi, cái đoạn đầu mà em gạch kia thì nếu hai thằng nó cùng đi lên như thế nhưng mà một thằng lên yếu, một thằng lên mạnh thì có được gọi là phân kỳ không? À cái này ha anh, Ừ đấy, đoạn đấy đấy. à không không em không mô tả cái phần này là không có xài, không không có dùng cho cái việc là phân tích phân kỳ anh nha, có dùng thì đoạn này nó cũng không có đúng. Cũng Tức không là đúng, sao, hai đúng rồi thằng cùng đi lên là không đúng, đúng không? đúng rồi đúng rồi, cái này không Rồi gọi là phân kỳ. Cái rồi. này á, cái này chỉ dùng để làm một việc là như vậy, để nó sẽ nhận diện cho anh cái dư địa của cái sóng sao ha, sóng sao cái dư địa của sóng sao là bao nhiêu thôi. Ví dụ như cái giật lực của này là bao nhiêu đây đấy. À, lực này là 50, lực này là 80, thì cái dư địa của lực sao sẽ là 30. Đó, khi tạo đáy xong nó sẽ chạy lên. Đấy, một đoạn, tức là dùng cái lực này, cái dư địa lực này ha, cái phần gọi là xăng dư nè, cái phần này nè, để chúng ta dự đoán được cái target cho sóng sao là bao nhiêu thôi. Đấy, ngoài ra RSI nó có rất nhiều cách dùng nha. Em nghiên cứu RSI khoảng 3 năm, 4 năm rồi. Thì ban đầu em chỉ dùng là theo cái kiểu giống như trong sách nói, nhưng mà càng ngày càng dùng á, thì nó có rất nhiều yếu tố hay để dùng. Rồi ai này nó xịn lắm. Và đấy, thì em dùng rồi em cũng nghiên cứu hết cái chiến lược scalping này tới chiến lược scalping kia ha. Thì bây giờ em chia sẻ cho anh chị một trong một số cái chiến lược scalping mà hiệu quả nhất với RSI này. Đấy, thì đây là một trong những cái chiến lược mà em dùng mà có cái hiệu quả cao nhất đối với RSI. Đó, ở chiến lược này nha, anh chị để ý cho em. Nhận diện cổ phiếu đang nằm tại một điểm hỗ trợ. Đấy, đang tiệm cận về điểm hỗ trợ, như trên đây em đang dùng đường EMA 50 nha, EMA 50 đang tiệm cận về vùng hỗ trợ. Được chưa? Vol càng kiệt thì càng tốt ha. Thấp hơn so với vol trung bình. Rồi. RSI đang nằm tiệm cận ở vùng 40. Rồi, thì từ chỗ này nè, anh chị đối chiếu quay quay ngược lại cho em. Quay ngược lại ha. Đây. Đây nè. Quay ngược lại cho em. Tức là tìm cho em trước đó RSI nó có hai dấu hiệu này hay không. Dấu hiệu số 1 là nó nằm trên vùng 60. Có tạo đỉnh trên vùng 60. Dấu hiệu số 2 là quay ngược về ra là cái đáy trước đó nó nằm dưới vùng 40. Được chưa? Dưới vùng 40. Nha, và tức là chúng ta nhìn thấy công thức là gì ạ? Nó từ vùng 40 này nó xuyên thẳng lên 60, lên trên 60 luôn, nó xuyên thẳng luôn. Đây là dấu hiệu nó đọc đọc trên nè. Thì hiện tại index chúng ta đang ở giai đoạn kiểu kiểu vậy nè anh chị. Nó đang đục trên á. Đấy, giống cây rồi index không? Nó đang giai đoạn đục trên để tạo ra cái phơm sóng đầu tiên, tạo ra cái phơm sóng tăng đầu tiên ha. Rồi. Thì sau khi sóng pha này đó, nó sẽ quay trở về nó retest dưới đây này. Được chưa? Thì đọc về đây test thì đây là cái điểm vào, một trong những cái điểm vào dài hạn, trung dài hạn luôn đó, cho hiệu quả rất là cao ha. Vào ở đây á, thì cái rủi ro mà giảm giá nữa rất là thấp. Rồi thì đấy, thì đây là cái công thức scalping của RSI.
Đấy, đơn giản thôi, các binh tính chất nó vậy anh chị, cực kỳ đơn giản ha. Đấy, thì với chiến lược này á, nếu mà anh chị mua, đang mua vào á, trong một cái vị thế xu hướng tăng, tức là nó có firm trend hỗ trợ nữa ha. Đấy, nó có firm trend hỗ trợ nữa, và ngay cái điểm tạo đáy này anh chị nhìn này, vol cạn kiệt, tức là lực bán ra không nhiều, đang mất cái lực cung. Đấy, thì chúng ta sẽ có được một cái điểm mua cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì đây là thời điểm sắp tới của index này. Chúng ta anh chị cố gắng ha, sắp tới nó cứ sideways nó vậy nè, nó sẽ tạo bay, em nói xua luôn. Ở đây nó có một cái vùng cung mạnh rồi thì nó phải tạo bay quanh đây, không có đi ngang một đi thẳng phát lên đâu. Anh chị đáng đợi đi, ăn cái sóng này nha. Tại vì đoạn ít nhất trong quý 4 này thì chưa có để yên đâu, cứ để đi ngang vậy, phải giữ chỉ số chứ. Rồi xong sau đó đó, dồn mọi lực lại để chạy trong quý 1. Quý 4 này, cái áp lực để mà xử lý cái phần mà nợ trái phiếu đó, nó vẫn còn nhiều lắm. Thì xong cái quý 4 này cái đã. Và em nói anh chị nè, tiệm cận tới ngày đó nha, nó phải xử lý cái cục đó, có khi nó phải bán ngược ra thị trường đập xuống một đợt nữa đó. Chứ mọi người đừng vội, đừng nghĩ đợt này là xong đâu nha. Thì nó phải xong cái này, thì khi mà nó chốt quý 4 xong một phát á, nó chạy qua quý 1, thì ở quý 1 á, ở quý 1 á, thì các áp lực mà xử lý cái nợ, cái trái phiếu á, nó còn rất thấp luôn. Bữa rồi em có làm cái em có up cái phần thống kê lên cho anh chị á, quý 1 và quý 2 năm sau sẽ cực kỳ thấp luôn, và nó sẽ tăng trở lại quý 3 và quý 4 năm sau. Nên hai quý sắp tới là hai quý để chúng thời điểm vàng để mà chúng ta gỡ lại anh chị ha. Rồi, đường trung bình giá của anh là EMA, anh dùng EMA ấy, em ơi, anh dùng EMA nha, anh không dùng EMA. EMA như trên đây á, là anh dùng EMA 50 và EMA 100 ha. Rồi, đây là chiến lược scalping ha. Rồi thì điểm vào thì ở đây ha, điểm vào thì ở đây. Thì đối với chiến lược scalping này á, ở cái khung daily á, thì cái firm này khá là dài, anh chị có thể đánh cho một cái trend trung, tránh đánh đâu cái trend ngắn hạn và trung hạn được luôn nha. Rồi, thì anh chị có thể áp dụng cái chiến lược này nè trên chạm 1H của cổ phiếu ha, để chúng ta tìm những cái điểm scalping, và anh chị có thể đánh trong vòng 5 phiên, 7 phiên, 10 phiên gì đó, cực kỳ hiệu quả luôn. Tại vì sao xe chiến lược này? Bởi vì cái chiến lược này á, nó có cái độ tin cậy rất là cao đó. Thì nó có cái độ tin cậy trên đồ thị rất là cao, thì anh chị thay vì đánh trên daily á, đấy, đánh trên daily anh chị phải chờ những cái lệnh rất là lâu, thì đó không đúng cái tính chất của scalping nữa, thì anh chị chuyển cho em xuống 1H để đánh. À, đánh cơ sở thì đánh 1H thôi, có đánh phái sinh thì chuyển xuống ngắn hơn được, nhưng đánh cơ sở thì đánh 1H thôi. EMA và EMA nên dùng cái nào? Anh sẽ có một cái anh chia sẻ chi tiết về EMA và EMA luôn em nha. Nó khác nhau á, nó khác nhau nha. Và hàng EMA là ra đời sau, và EMA á, nó gọi là nó bù lỗ, nó bù lỗi, nó fix cái lỗi ở đường trung bình cho cái hàng EMA. Thì em có thể xem lại đợt trước được rồi, em có chia sẻ một cái video để dùng đường trung bình di động để nhận diện xu hướng rồi. Em xem lại, lục lại trên channel Finexy á, có cái video anh chia sẻ về cái phần cách sử dụng đường trung bình di động nhận diện xu hướng, cũng như là chiến lược scalping, cũng như là cái chiến lược giao dịch với đường trung bình di động. Rồi sắp tới anh sẽ có một cái buổi nữa chuyên về nói về các đường trung bình di động luôn, EMA, EMA, WMA luôn ha. Rồi HMA nữa, một trong những cái chỉ báo mà rất hot, không phải không phải rất hot mà là rất gọi là tiên tiến nhất trong tất cả các chỉ báo ha. Anh chỉ cái sự hình thành của EMA nè, ban đầu là từ EMA, ban đầu á là đường trung bình di động bình quân giao quyền đơn giản ha, đó là SMA. Đấy, sau một thời gian người ta phát hiện nó có một cái lỗi ở chỗ bình quân giao quyền đó, đó là tỷ trọng phẳng, cho nên á, người ta mới chuyển sang gọi là EMA, tức là đường trung bình lũy thừa. Thì cái tỷ trọng của nó đó nó sẽ tăng dần, tăng dần cho tới cái phiên gần nhất ha, và giảm dần cái phiên ngày càng xa, thì chỉ dòng giảm nó giải quyết vấn đề đó. Nhưng sau một thời gian người ta cảm thấy một cái đường khác nó hay hơn, đó là WMA, được W từ quay á, tức là nó dùng khối lượng nữa để đưa vào cái đường trung bình đó để tính ra, để giảm thiểu cái độ nhiễu luôn. Rồi và cái đường mà sau này á, giảm thiểu cái độ nhiễu cực kỳ hay luôn, tức là cái đường siêu mịn luôn, siêu smooth luôn, nó gọi là đường HMA. Rồi ok, chúng ta tiếp tục ha. Rồi em có cái gợi ý cho mọi người như vậy. Rồi điểm vào là như vậy, vậy điểm ra là ở đâu? Điểm ra nằm chỗ này, điểm ra
ở trên SCTrade á, thì bây giờ anh chị á, RSI nè, đây là cái RSI gốc ha. Anh chị ép thêm cho em cái đường RSI mốt lên nữa. Anh nằm ở đây. Rồi chỗ này. Anh chị ép thêm cho em một cái RSI gốc nữa và RSI mốt nữa. Anh chị có thể là lít đúp vào RSI ha, anh chị nè. Lít đúp vào RSI, lít đúp vào chỉ báo này. Được chưa? Rồi. Đó, anh chị chỉnh cái thông số cho em. Input này, length là 14 nè. Smooth line dùng SMA nè, smooth length cũng là 14 luôn ha. Rồi. Ở đây chúng ta có hai đường thấy không? Đó. Đường RSI và một đường RSI được làm mịn ha, gọi là smooth smooth RSI ha. Rồi, đó. Thì trên đây ha, hai đường này để em phân biệt cho nhịp để cho mọi người dễ nhìn ha. Em đổi cái này thành cái đấy, đổi đường ngắn thành màu cam nha. Rồi, ok. Rồi upper line limit á là em chỉnh 60. Được chưa? Biên trên 60, biên dưới là 40 ha. Rồi, background thì màu gì tùy theo mọi người chỉnh ha. Rồi, như vậy là xong. Thì khi setup xong vậy chúng ta sẽ có cái đường RSI để chúng ta dùng. Đấy. Và chúng ta có một cái đường để chúng ta tham chiếu xu hướng của RSI. Được chưa? Đó là đường Moose RSI ha. Rồi thì cái điểm đó, rồi. Quay trở lại chỗ này. Rồi, điểm vào là như vậy và điểm ra là khi nào? Điểm ra thì anh chị sẽ nhìn cho em khi nào chúng ta thấy RSI bắt đầu tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và gì ạ? Cắt xuống. Được chưa? Tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nè. Anh chị vào ở đây và anh chị thoát ra khi nào? Thoát ra khi RSI ngắn cắt xuống RSI dài. Là điểm thoát đầu tiên. Được chưa? Là ngay cây này nè. Cây này mà kèm ngay vol trung bình đó, ngay vol trung bình luôn nè. Đấy. Đấy, vol mà cao như vậy thì xử lý được. Rồi, thì đây thông thường nhé, đây là nhịp giảm đầu tiên thôi. Anh chị nhìn nè. Đó. Nó sẽ còn một tín hiệu nữa, nó gọi là phân kỳ, ở đây là tín hiệu chuẩn hơn nữa nè. RSI RSI cắt lên rồi cắt xuống hoặc là tạo đỉnh sau, tạo đỉnh RSI sau thấp hơn RSI trước một lần nữa và gì á? Và RSI nó cắt xuống, cái quan trọng nhất là cái này là cắt xuống đường RSI dài một lần nữa. Được chưa? Cắt xuống RSI dài một lần nữa là ao, có thể có phân kỳ hoặc không có phân kỳ, có phân kỳ thì tỷ lệ càng cao. Được chưa? Và đặc biệt ở cái chỗ đỉnh này mà nó nổ von như ở chỗ này là cái khả năng đỉnh là rất cao luôn. Chú ý cho em nha. Còn sau này anh chị học về pattern, về cấu trúc nến á, thì anh chị thấy nè, đây là cái dấu hiệu báo sớm nè. Báo sớm nè. Đấy, những nến râu rất là nhiều. À, râu rất nhiều và thân nến nhỏ cho thấy biên độ, cho thấy cái lực, xu hướng nó yếu. À, rồi, thì đây là cái điểm kết thúc ha, và thoát toàn bộ vị thế ra ha. Đây, một, mua. Đấy, mua thì rải quanh cái vị thế này. Đó, bán. Đây, bán 1, bán 2. Mua thật ra cũng là hai điểm đó, 1 nè. Rồi khi nó cắt lên trên 60 làm cái điểm 2 nữa. Bán thì đây bán cũng bán 1 nè. Được chưa? Đấy, 50, 50, 50, 50. Ao cũng ra dần hai vị thế ha. Là xong. Đây là RSI capping ha. Ok, thì bây giờ sẽ làm một cái khay ví dụ ha. Đây, ví dụ ở này với index luôn nè. Thật ra này dùng nhìn RSI đâu, khỏi nhìn kia luôn cũng được nữa. Nhìn RSI đánh. Công thức nè. RSI chạm về đây. Được chưa? RSI chạm về 40 nè. Được chưa? Mọi người để ý nha, chạm về 40, giá nằm ngay hỗ trợ nha. Chạm về 40 và phải đeo cái form này nha. Tạo nè, tạo RSI có hai cái đáy nhỏ nè, mọi người nhìn nè. Chưa, đáy nhỏ nè. Đáy sau cao đáy trước nè, tay chỗ này mới vào lệnh chứ không phải vào chỗ này liền nha. Ở đây nè, được chưa? Rồi. Đấy, dấu hiệu bắt đầu đối chiếu ngược lại nè, nó có tạo ở đỉnh nào trên 60 hay không? Có. Rồi. Kéo xuống ngược lại nè, có tạo điểm nào dưới 40 không? Có, được không? Đấy, nó tương ứng như thế này. Như vậy thì chúng ta có công thức ha. Rồi, điểm vào 1. Được chưa? Điểm vào 2 khi RSI break out 60 ha. Có bộ hệ bổ sung vào ha. Thì nó sẽ tương ứng với giá quanh đây. Đây, break out lên này. Tương ứng ở chỗ này. Được chưa? 1 nè, 2 nè. Rồi, ao khi nào? Anh chị để ý cho em chỗ này nha. Ao khi cắt xuống nè. Một chỗ nè. Nhưng sau đó nó cắt lên lại và nó làm sao à? Nó tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Được chưa? Có thể bổ sung vị thế tiếp tục ở chỗ này, có thể bổ sung lại ha, tức là bổ sung lại cục vị thế chỗ này.
Được chưa? Xuống đây ao nè. Được chưa? Được chưa? Rồi, này nè. Ao 1 nè. Vào loại 1 nè. Ao 2 nè. Được chưa? Rồi nè. Đập. Thủng nè. Rồi. Lên nè. Cắt xuống lại lần nữa nè. Đỉnh sau nè. Thấp hơn đỉnh trước nè. Ao 2 nè. Được chưa? Đó. Ao 1 trước chỗ này là trừ 1 nè. Chỗ này là trừ 2 nè. Được chưa? Thì tại chỗ này là ao nè. Đó. Anh chị thấy không? Anh chị gần như anh chị thoát ra được những cái vị thế rất là sớm. Đó. Coi như là gì ạ? 1, 2 nè. Được chưa? Rồi. Rồi thoát ở đây. Được chưa? Đây. Hai điểm. Điểm thoát lõi đây nè. Thoát vào lõi đây. Không sao hết á. Đánh kỹ thuật là nó như vậy anh chị. Đó. Không thể nào mà mình cứ chấp nhận lúc nào mình cũng đúng được hết. Được chưa? Rồi. Hai nè. Hai nè. Xong. Ao. Ao cái vị thế. Và sau đó anh chị nhìn thấy gì? Thấy index không? Đây làm đang nó tới index nha. Đánh dùng thuần kỹ thuật để đánh thôi đó. Rồi xong anh chị nhìn index nè. Thấy không? Nó đâu có lực tăng nữa đâu. Nãy giờ em còn không thèm nhìn tới chạc trên đây nhiều nữa. Tập trung coi coi cái này thôi. Ừ. Đấy. Xong đó. Cái firm nó như vậy và càng ngày đỉnh sau nó cứ tạo đỉnh sau thấp 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 xuống và tiếp tục đây cũng thấp 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 xuống. Thì đây là trong những dấu hiệu ha. Thì đoạn đó nhớ đoạn em thoát ở đây là 480 ngay chỗ này luôn là cái điểm mềm ao sạch cổ phiếu luôn. Rồi xong tới đây em mới đánh một đợt nè, tới đây là em bắt đáy nè. Ở đây em chưa bắt nữa, tới đây em bắt mà em còn ăn thêm hai cái sàn, ba sàn chỗ này nữa. Rồi mới buôn tên nhịp này, vừa mới lên đây cũng như vừa gỡ quầy vốn cái nó đập tích cho cây nữa. Ông nó đau trend khó đánh lắm chị, khó đánh cực kỳ luôn, đắc ảo rồi đó. Rồi nó còn đi tiếp nữa nè, thấy không? Đó, tuy nhiên cái điểm này á, bữa rồi phân tích nó có cái điểm cộng lớn hơn rất nhiều so với hai sóng trước, đó là gì? Lực tăng của đoạn này cực kỳ mạnh nha anh chị, nhìn đi thấy RSI chạy chưa, lực tăng cực kỳ mạnh luôn đây, lực tăng cực kỳ mạnh luôn. Còn hai này lực tăng rất yếu, nến này lực rất yếu, nhưng đoạn này được cực kỳ mạnh, thấy RSI chạy cực kỳ dốc không? Thì bây giờ chỗ này mà anh chị nhìn thấy cái tín hiệu của em nè. Thứ nhất RSI có phân kỳ nè. Nha. Đấy, thứ hai bây giờ nè, nó rắc lên trên đây rồi đúng không? Rắc lên trên đây rồi đúng không? Vội gì? Nó quay lại đây giờ. Đấy, hoặc ít nhất nó cũng quay lại đây retest nè. Rồi đi lên đây tiếp. Mà đi lên đây là nguyên gấp trên dài luôn đó. Còn không nó về đây thì càng tự tin để bắt nữa, về đây thì ví dụ về đây nó sẽ tương ứng đâu đó quanh đây, ngay vùng cầu đây nè, cầu mạnh ngay đây nè. Đấy, về đây thì cái trend nó đi dài hơn chỗ này nữa, đúng không? Đây rõ sai, nếu đi firm này ha, dự đoán index luôn, về đây chạy hoặc là về đây, đâu có gì phải vội đâu anh chị. Đấy, cái anh chị nào đánh thì tối ngồi phân tích rồi xong rồi vô là điều kiện luôn, hoàn toàn có thể đánh được, không nhất thiết phải là còn vào trong ngày anh chị ha. 1, 2, 3, 4 tỷ lệ vốn như thế nào à? À, đối với anh nha, đối với scalping này thì còn chia ra tỷ lệ, đó là em vào mỗi lần 50%. Ví dụ khi đó 100 triệu thì em vào cho vị thứ 1 50, vị thứ 2 50. Nhưng ha, đối với Finexi á thì mọi người đã có công cụ để quản trị vốn rồi. Ở đây. Đây ha, mọi người đã có công cụ để quản trị vốn ở chỗ này rồi. Ở đây, hệ thống nó tự động tính ra cho em cái size vốn phù hợp luôn. Anh ví dụ á, như cái cây CTG này đi. Ha, cây CTG này. Đó, thì hệ thống nó, đợt trước á, anh vào thì cái giá vốn quanh đây, đúng không? Sẽ đúc giá cắt lỗ chỗ này. Thì hệ thống nó khuyến nghị cái khối lượng là bao nhiêu luôn, là bao nhiêu đây. Được chưa? Ví dụ khuyến nghị 10k nha, thì anh mua đủ 10k thôi. Xong. Hệ thống nó khuyến nghị đủ 12k thì anh cứ mua đủ 12k thôi, không một lệnh em vô luôn. Trong ngày em gom làm sao đủ cho anh quanh cái giá vốn 23.5 mà gom đủ 12k không cần phải chia lệnh. Đánh vậy rất khó chịu. Anh nói là đã đánh scalping thì vô một lần vô. Chứ còn mà còn chia ra nữa đó thì nó sẽ làm cho thứ nhất là mình không tính toán được cái sai lệnh của mình. Mình không tính toán được cái quản trị vốn của mình, rất là khó vô mà vô lẻ tẻ, đừng lệnh, rất lẻ tẻ, rất khó tính. Cái đó chỉ dùng cho trường hợp sai lệnh lớn thôi, sai lệnh lớn thôi, 5-7 tỷ gì đó. Chứ còn đối với sai nhỏ vô thẳng full lệnh ra
Tại vì mình đã làm quản trị rủi ro chỗ này rồi. Ví dụ nha, tài sản ròng 800 triệu. Rủi ro một lệnh mình tính là 1.5. Được chưa? Thôi, nè 1.5. Rồi. Đấy, thì thôi giờ em tính cho dễ đi. Tài sản 1 tỷ ha. Tài sản 1 tỷ. Rủi ro một lệnh 1.5 tức là mình chấp nhận lỗ một lệnh là nhiêu? 15 triệu. Đúng không? Đấy, mình chấp nhận lỗ một lệnh 15 triệu. Để nha. Rồi. Thì với cái size như vậy, một lệnh ha, chấp nhận lỗ 15 triệu thì mình mua giá 23, giá cắt lỗ mình là 225. Được chưa? Thì hệ thống nó sẽ khuyến nghị ra cho em là cái khối lượng em cần mua cho cái khay này á, để mà khi nó rơi từ 23 mà về đây nè, về 25 em cắt lỗ á, là em sẽ lỗ đúng 15 triệu tương đương với 1,5% trên NAV. Được không? Đấy, nhập vô. Rồi, như vậy là xong. Được không? Như vậy là xong. Rồi, trong ngày vô đủ 15.000k, 15k cho anh luôn. Đánh scalping mà. Và cái này á, em dùng để áp dụng cho mấy chiến lược scalping nha. Chứ anh chưa nói following trend. Following trend á, hoặc là đánh, có hai kỹ thuật đánh nha. Đánh following trend là kỹ thuật đánh online á, là mới cần sai vốn, chia như vậy. Đánh nè, đánh tiền mặt. Tiền mặt xong full tiền mặt xong dùng tới margin rồi bắt đầu nở sức mua ra nhồi nhồi lên, cái kiểu đó mới đi chia vốn. Chứ còn cái này không biết đánh cái binh, đánh theo đã là mình đã làm quản trị vốn ở đây rồi nên không có làm quản trị vốn, nên không có chia vốn ở chỗ kia nữa nha. À quên, lúc nãy á, ở chỗ này nè em có một cái phần mà chưa quên giới thiệu với mọi người, quên nói mọi người á, đó là cái phần mà nhận diện về cái chỉ số ngành á. Ngoài cái việc dùng cái bảng mà thống kê luôn chỉ dùng tiền á, thì mọi người có thể dùng RRG nhé. RRG của chỉ số ngành. Ví dụ như ngành ngân hàng nè, đây là RRG chỉ số ngành. Ở đây mọi người xem được tương quan giữa RRG cổ phiếu với RRG chỉ số ngành luôn. Đấy, như vậy là mọi người sẽ biết được ngành của mình nó đang ở trong pha nào. Được không? Đấy, ví dụ như nè, nó từ trong pha ở trong hai pha này đang yếu. Nó dòng ngược lại, nó phải bốc lên, đây đang có dấu hiệu nè. Ở trong cung nhỏ đang có dấu hiệu này, thấy không? Nó đang dòng, tức là nó chuyển dần sang pha cải thiện. Ở đây ha, nó sẽ dịch chuyển dần sang pha cải thiện rồi nó chuyển sang pha dẫn dắt. Được chưa? Nó đang cong lên này, để chuẩn bị cái ngành của nó này. Nó chuyển sang pha cải thiện, chuyển sang pha dẫn dắt. Như vậy là ok. Đấy, như vậy thì ok. Đấy, là nó có sóng ngành. Rồi hôm rồi boss nó báo là nó có mấy cái điểm vào, tính ra nó vô mấy con trụ trụ, có con VOC thôi. Là lạ thôi mà. Tính ra mỗi con nào nó cũng lời được hơn 10% đồng rồi, chạy rất là nhanh, rất nhiều. Rồi ha. Đấy, với RSI nha, mình phân tích đủ khay ha, khay nào cũng làm được ha. Rồi. Đấy, kiếm những khay nào nó vô. Đây, ví dụ đây cũng là một firm nè. Mọi người nhìn này. Thấy không? Đấy, cái firm nào mà càng theo càng giống với lý thuyết nha, tức là càng đẹp thì nó càng chuẩn nha. Được chưa? Đó, mọi người thấy phong lý thuyết không? Nó vậy nè. Đấy, rất rõ, đỉnh rất rõ đúng không? Được chưa? Công thức rất rõ. Xong, dày xong là quốc nè. Quốc, sọt xuống. Đỉnh 2 nè. Đập xuống. Đúng không? Rồi. Ở đây cũng có nè. Ở đây, nhưng mà ở đây nó, cái phong không chuẩn nè. Nó không về sát ở bên đây, thấy không? Đấy, nhưng mà nó cũng chạy được, thấy không? Nhưng chỗ này thiếu cái yếu tố về trend nè. Máy này nó có lực đỡ về trend, này thiếu yếu tố về trend. Mọi người thấy cái trend nó quan trọng ghê không? Đấy, thì sắp tới ở chỗ này nha. Đấy, follow cho anh. Đây. Đây ha, sắp tới này các anh chị follow cho em cái chỗ này. Đây, đây. Lên đây nè, quay trở về đây. Là đánh. Rồi, các anh chị thử. Bây giờ tới phần các anh chị thực hành ha. Rồi, mọi người thử thực hành giúp em đi. Trong thứ năm tuần sau mình sẽ review về chiến lược này đó, thì mọi người sẽ, các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập trên này đi mọi người. Lên các anh chị sẽ tìm giúp em những cái khay cổ phiếu nào mà nó vào case study của ngày hôm nay á. Rồi các anh chị vẽ ra phân tích xong, sau đó các anh chị up lên trên cái channel, không, up lên trên cái vừa học vừa train trang này. Cho anh chị nào chưa vào trang này không ạ? Có anh chị nào mà like mà chưa biết trang này không? Đây, các anh chị vào em trang này ha. Thì hiện tại trang này thì ngày em cũng chia sẻ cái kiến thức, và em cũng chia sẻ kiến thức với thông tin. Có rất nhiều cái mục về
về SCEDU cũng như là phân tích cơ bản như phân tích kỹ thuật ở chỗ này ha, thì mọi người có thể lên đây để mà mọi người học phân tích ha, ví dụ như phân tích kỹ thuật này đó, rồi phân tích cơ bản này ha, phân tích cơ bản này đó, đúng không? Thì team em up rất là nhiều bài ở trên đây chia sẻ về phân tích cho mọi người ha. Rồi thì bây giờ tới cái phần case study, thì em sẽ tạo trước một cái tag, đó là bài tập ha, đó là bài tập đó, đó là bài tập. Rồi thì các anh chị ghi là bài tập SCEDU ha, anh chị tag cho em hai cái tag vô. Thì ví dụ mình anh chị sẽ tạo cho em một phân tích một cái case, ví dụ như case này ha. Rồi anh chị vẽ lại điểm vào nè, rồi điểm ra cho em theo giống cái form đó, rồi và xu hướng sau đó như thế nào. Rồi một case bài tập, tức là một case và nó đã chạy trong quá khứ, điểm vào điểm ra như thế nào. Rồi được chưa, anh chị xài cái tổ hợp phím đó là phím Windows Shift cộng S, Windows Shift cộng S ha. Rồi xong rồi anh chị cắt cái màn hình ra, sau đó anh chị up lên trên đây, được chưa, up lên trên đây. Rồi anh chị rồi xong anh chị tìm một cái con cổ phiếu nào mà trong hiện tại đang có cái khay này, ví dụ như con này đang không có đúng không, thì tìm một con nào khác để có con nào đang trong cái firm này không. Đấy, ví dụ có con nào mà đang trong cái firm này đúng không, thì anh chị sẽ làm tìm cho em cái firm kiểu vậy đó, ví dụ con nào đang trong cái firm kiểu vậy đó, con nào đang trong firm kiểu vậy này đó. Đấy, các anh chị cũng chụp hình lại. Đấy, ví dụ đang trong form này. Đấy. Rồi, rồi anh chị dự báo tăng. Đó, thì anh chị bốc vô khi này, up lên. Rồi anh chị nhận định, phân tích, tức là khay quá khứ và bài tập. Đấy, và hiện tại tôi thấy, hiện tại mình thấy có khay là khay cổ phiếu CTD này, nó đang vào firm buy RSI capping, thì mọi người cùng nhau phân tích, mọi người cùng nhau phân tích thử cái này chẳng hạn đó. Anh chị trả lên xong sau đó chúng ta tag vô cho em cái tag đó là bài tập ha, bài tập rồi thăng SC Edu được không. Rồi là xong, tag cho em hai cái tag này vô rồi ha. Thì tất cả những cái bài nào mà phân tích theo dạng này hết ở bên thì sẽ được tự động nó duyệt lên trên cái up trên này hết rồi ha. Rồi đây là cách mà em nghĩ, đây là cách mà em có thể team em về team có thể hỗ trợ cho các anh chị trong thời gian sắp tới một cách hiệu quả nhất ha. Đấy, em cũng nghĩ có nhiều cách rồi, nhưng cái cách này là cái cách mà để chúng ta có thể là có em có thể là tương tác và follow với anh chị được nhiều nhất nha. Thì các anh chị nào mà chưa có lên trên này, chị mọi người chỉ có lên vào trên này ha, up rồi cùng nhau làm bài tập. Rồi với lại trên đây nó cũng sẽ lưu lại những cái bài các anh chị để sau này anh chị thấy học và ôn lại. Rồi thì chắc mình cũng hết thời lượng cái buổi livestream hôm nay của anh chị ha. Rồi chắc mình hẹn lại các anh chị trong cái buổi stream tiếp theo vào tối thứ năm nha, tối thứ năm hoặc là sáng thứ năm à, hoặc là trong trong phiên sáng thứ năm để em coi phiên thị trường nó có biến động nhiều hay không. Giờ hứa với anh chị là ngày thứ năm trước ha. Rồi ok, bye bye cả nhà.